giá Bitcoin ngày 9 tháng 9 tiếp tục giảm mạnh khiến trader điêu đứng. Chào các vị huynh đài đã lấy lại được bình tĩnh hay chưa? Tiếp theo, đã giảm bất ngờ từ sớm hôm qua, hôm nay Bitcoin tiếp tục đi xuống khá đỏ máu. Vào thời điểm 9 giờ sáng nay, giảm mạnh xuống mức 45,9 ngàn USD một bit, giảm 2,22% so với 24 qua. Trong top 10 đồng tiền giá trị cao trên thị trường, có 9 phần 10 đồng tiền giảm giá so với 24 giờ qua. Bitcoin đã giảm xuống vào thứ Tư, mùng 8 tháng 9 khi các nhà giao dịch đối phó với sự trở lại của các biến động. Tháng 9 thường là một tháng yếu đối với Bitcoin, với mức tăng mạnh hơn dự kiến vào tháng 11. Sự biến động hiện tại khiến một số nhà phân tích mong đợi sự hợp nhất hơn nữa và mức tăng hạn chế trong thời gian tới. Tuần trước, chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử đã tiến vào vùng tham lam cực độ, chủ yếu là do thời gian biến động thấp kéo dài. Theo Arcane Research, hiện tại, các thước đo khác này dường như nằm trong lãnh thổ trung lập. Việc bất ngờ giảm giá của Bitcoin sau chuỗi tăng vượt ngưỡng 53.000 USD khiến nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đã bị sốc. Tuy nhiên, có nhận định cho rằng động thái giảm giá này diễn ra chỉ vài giờ sau khi các nhà phân tích cùng đồng ý rằng tiền ảo hàng đầu đang vào chu kỳ tăng giá mạnh. Nhu cầu máy đào Bitcoin ở Việt Nam tăng theo giá Bitcoin. Kết quả những nghiên cứu gần đây cho thấy, khi giá Bitcoin phục hồi thì nhu cầu với máy đào Bitcoin ở Việt Nam cũng tăng theo, xuất hiện nhiều thợ đào mới. Trong vài tuần gần đây, mặc dù có biến động nhẹ, nhưng thị trường tiền ảo dường như đang phục hồi trở lại. Giá Bitcoin cũng tăng lên mức trên dưới 50.000 USD trước khi giảm xuống khoảng 46.000 USD. Điều này đã một lần nữa thu hút nhiều thợ đào và nhà đầu tư tiền điện tử ở Việt Nam. Khai thác tiền ảo một lần nữa được coi là cơ hội đầu tư lý tưởng giữa thời điểm đại dịch COVID-19 hạn chế nhiều hoạt động kinh doanh khác kéo theo nhu cầu mua sắm máy đào Bitcoin tăng lên. Nhu cầu về thiết bị khai thác tiền điện tử nói chung và Bitcoin nói riêng đã tăng lên ở Việt Nam sau sự phục hồi của thị trường, chứng kiến giá Bitcoin quay trở lại trên ngưỡng 50.000 USD từ cuối tuần trước. Các thợ đào Bitcoin ở Việt Nam có thể mua các thiết bị xử lý đồ họa, GPU và lắp ráp giàn khoan của riêng mình hoặc cân nhắc mua các máy khai thác đã được lắp ráp hoàn chỉnh, bao gồm cả các giàn khoan từ Trung Quốc, quốc gia đàn áp tiền điện tử và Bitcoin. Việt Nam vẫn chưa hợp pháp hóa tiền điện tử và các hoạt động kinh doanh liên quan. Tiền ảo cũng như Bitcoin không được công nhận là phương tiện thanh toán và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước đây đã đưa ra cảnh báo về rủi ro khi sở hữu, kinh doanh cũng như sử dụng chúng. Theo dữ liệu được công bố vào tháng 2 năm nay, Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử cao thứ hai trong số 74 nền kinh tế được khảo sát, được thúc đẩy bởi lượng kiều hối. Một cuộc thăm dò được thực hiện bởi Finder ở 27 quốc gia vào tháng trước cho thấy Việt Nam nắm giữ tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử cao nhất. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. McDonald's chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin nhưng chỉ ở Salvador. Việc El Salvador chính thức công nhận và pháp hóa Bitcoin đã mở ra các lựa chọn thanh toán mới cho công dân trong nước. Với đế chế thức ăn nhanh McDonald's được cho là đã chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử thông qua Lightning Network. Nhà báo Aaron Van Wyden đã đưa tin vào hôm qua 7 tháng 9 khi anh ta đến ăn tại một cửa hàng McDonald's ở El Salvador. Anh đã nhận được mã QR hướng dẫn đến trang hóa đơn trên Lightning Network. McDonald's hiện đã có 19 địa điểm trên khắp quốc gia Mỹ Latin tính đến năm 2019. Lightning là một giao thức thanh toán Layer 2 được thiết kế để giúp các giao dịch Bitcoin có thể mở rộng hơn. Mặc dù Bitcoin đã thành công như một tài sản để đầu tư, nhưng việc áp dụng nó như một phương tiện để trao đổi còn bị hạn chế. Lightning Network có thể sẽ là vô giá nếu El Salvador đạt được việc áp dụng thanh toán hàng loạt bằng Bitcoin. Sau sự sụp giá toàn thị trường, điều gì sẽ xảy ra với Bitcoin, Ethereum và Cardano? News mà yếu tố không tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà phân tích nổi tiếng Michael Van der Popper đang đưa ra những đánh giá và nhận định về kịch bản tiếp theo cho Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH và Cardano ADA sau sự điều chỉnh bất ngờ khiến hơn 500 tỷ USD bốc hơi khỏi thị trường tiền điện tử. Trong một phiên chiến lược mới, Van der Popper nói rằng sự sụp đổ đột ngột không phải là điều gì mới đối với Bitcoin và ông tin rằng cấu trúc tăng giá của thị trường dường như vẫn còn nguyên vẹn. Chu kỳ này phải diễn ra để khai tử hết các phục mô trước khi thị trường bắt đầu đảo chiều. Nhìn vào Ethereum, nhà phân tích xác định một vùng hỗ trợ quan trọng và từ đó ETH có thể tiếp tục xu hướng tăng giá trở lên. Đối với Cardano, Van der Popper cho biết ADA có mức hỗ trợ mạnh ở 2 USD và sẽ cần phải đóng cửa trên 2,45 USD trước khi Bitcoin giảm xuống dưới 43.000 USD chỉ trong vài phút.
Bitcoin BTC đã giảm mạnh vào cuối ngày 7 tháng 9 khi đã giảm sâu xuống dưới mức 43.000 USD. Dữ liệu từ TradingView cho thấy sự biến động khi Bitcoin đột ngột mất ngưỡng tâm lý 50.000 USD. Động thái này diễn ra chỉ sau vài giờ khi các nhà phân tích cùng đồng ý rằng Bitcoin phải giữ mức 50.000 USD để duy trì đà tăng giá. Một trong số đó có Michael Van der Popper của Cointelegraph đã nhấn mạnh mức 49.500 USD là điểm không thể quay lại nếu nó không được hỗ trợ. Sau đó anh ấy cho biết thêm 44.000 USD có thể là mức tiếp theo. Tại thời điểm hiện tại, giá vẫn không ổn định. Bitcoin được giao dịch ở mức khoảng 46.700 USD, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu mong muốn, nhằm mức sàn 47.200 USD. Các sàn giao dịch tiền điện tử lớn ở Hoa Kỳ đã gặp khó khăn khi Bitcoin đột ngột giảm sâu. Khi giá Bitcoin và các loại tiền điện tử khác giảm mạnh, thì sàn giao dịch Coinbase, Kraken, Gemini và các sàn khác đã báo cáo rằng người dùng đã bị ảnh hưởng theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên là sàn giao dịch lớn nhất ở Hoa Kỳ, Coinbase đã thông báo trên Twitter với tình trạng bị nghẽn khi có sự gia tăng đột ngột về lưu lượng và hoạt động thị trường. Sau đó, bộ phận hỗ trợ Coinbase đã cho biết các vấn đề đã được giải quyết và giao dịch đã trở về ổn định. Ở những sàn khác như Kraken cũng đã báo cáo về tình trạng của sàn, rằng họ đang gặp sự cố kết nối web và di động cũng như việc gửi email. Sau đó, sàn cũng đã thông báo đã fix các vấn đề về kết nối, nhưng lại xảy ra lỗi tiếp theo về việc giao dịch qua ngân hàng trực tuyến. Gemini cũng gặp tình trạng tương tự và đã tạm thời chuyển sang chế độ bảo trì hoàn toàn. Theo một bài đăng sau đó, vấn đề đó đã được giải quyết và Gemini hiện nói rằng sàn giao dịch của họ đang hoạt động ổn định trở lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.